Thế giới cây giống chi nhánh các bè xin chào mọi người. Thì hiện tại là nó đang vào mùa mưa mọi người, gió mưa rất là nhiều luôn. Thì tranh thủ trời đang không mưa thì mình ra làm video giới thiệu cho mọi người về một cái giống cây cũng không có quá mới mẻ đó với mọi người. Đang có cửa hàng đó là giống dừa nha mọi người. Thì cụ thể nó là dừa sim dây nha mọi người. Thì dừa sim dây là một loại dừa cho năng suất cực kỳ cao luôn. Nó một hoài nó khoảng tầm 60 đến 80 trái nha mọi người. Đó, cực kỳ cao. Nhưng mà trái của nó thì không có quá to nha mọi người, trái nhỏ. Đó. Thì nước rất là ngọt, thơm. Đây, đây là lô dừa sim dây của mình, cây cực kỳ tốt, phát triển cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ là hiện tại nó đã cao qua khỏi đầu luôn rồi, tính tới chót lá là qua khỏi đầu mình luôn nha mọi người. Đó, nó tầm khoảng 2 mét rồi. Cây phát triển rất là tốt luôn. Giống dừa này thì thường trồng để ăn, uống nước. Khi mà có khách tới thì mình chỉ cần đốn một hoài thôi. Đó, chia cho mỗi người một trái. Thì rất là tuyệt vời luôn mọi người. Cây rất là tốt, gặp cao nha. Cây rất là mập mạp luôn. Có sức sinh trưởng cực kỳ khỏe. Thích hợp. Dừa nó không có kén đất lắm nha mọi người. Đó, thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau. Đó. Rất dễ chăm sóc, không có cực, cũng không cần quá nhiều phân thuốc, năng suất thì ổn định. Đấy. Mọi người có nhu cầu mua dừa sim dây thì có thể đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè nha mọi người. Đấy, địa chỉ quốc lộ 30, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè. Đấy, mọi người có nhu cầu biết thêm về kỹ thuật trồng, giá cũng như cách thức chăm sóc của giống dừa sim dây có thể liên hệ số điện thoại 0824 664499 nha mọi người. Chúc mọi người có một mùa bội thu. Xin chào.